Ôi, xin chào anh em đam mê, lại là mình đây anh em. Thì sáng hôm nay mình lại tiếp tục làm clip bán phôi mai, mời anh em vào sưu tầm ủng hộ nha. Thì hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em chín phôi đã thùng chậu nha anh em nha. Đây cái phôi đầu tiên nè, thấy bề đế luôn, bào đế luôn, thấy bề đế khiếp không anh em. Cây này thật sự ra hồi trước mình có bán cho một ông anh rồi, chồng cho anh đó, giờ anh hủy đơn anh em ạ. Rồi giờ mình lên mình bán lại cho anh em. Đây anh em, xin giới thiệu đến anh em nha. Có mấy cây mình ghép siêu bông Sài Gòn đang đua nhau nở nè anh em. Bông phê. Mấy cái này thì mình trước đây mình trồng trong vườn ươm á. Giờ mình đem ra cho nó ăn nắng á anh em. Mình vô chậu mình đem ra cho ăn nắng thì nó bung luôn anh em à. Đấy. Thấy nó bung đẹp lắm anh em. Nè, hoa nè. Hoa siêu bông Sài Gòn khi mà ghép vô mai vàng bình thường thì nó cũng phê lắm anh em. Đấy. Đấy, mình mới sang chậu mấy cây á, nở quá phê luôn. Đấy, thì anh em cũng biết mình thì chuyên bán phôi mai vàng Bình Thuận. Mình lên vào lúc 8 giờ tối hàng ngày, 8 giờ sáng nữa anh em. Anh em sắp xếp thời gian vào đón xem ủng hộ nhóm mình nha. Thấy gì chưa? Rồi, hôm nay thì mình xin lên giao lưu với anh em 9 cây. Trong đó có 9 cây này là chưa ghép luôn nha anh em nha. Là còn zin luôn, anh em về ghép chơi nha. Hoặc là để zin chơi. Rồi, anh này là anh Tâm. Anh Covid. Hello anh em, cái anh Tâm. Hello anh em. Anh Tâm thì hôm qua mới đi làm một con hàng cũng tạm được nha anh em nha. Rồi, phôi này thì thật sự ra là em trồng trong vườn ươm mới đem ra. Cho nên xuống lá giờ nó đang đi lại nè anh em. Đấy, lại đi lại màu lá rất là đẹp nha anh em nha. Rồi, phôi này thì dạng lùng lực bể đế, hình tháp luôn anh em. Thấy gì chưa? Đây như cái bút băng này á. Đó nè. Bề đế nè. Chắc cái này phải là... Anh em coi tay của mình nè, không ăn thua. Đo hoành đế cho anh em coi cái anh Tông. À, hoành đế cho anh em coi. 68. Hoành đế quá khủng, hoành eo anh. Hoành eo. 54. Cao. Cao có hai mấy à? Lùng hết cỡ. Cao lùng hết cỡ. 28. Rồi chậu 45. Chậu 45 50 anh. 50. Chậu 50 nha anh em nha. Quá đẹp anh em ơi. Gót búp măng anh em. Chút xí à. Ừ. Đâu anh đo cái ngọn luôn ơi. Rồi ngọn cho anh sưu tầm luôn. Sưu tầm cho cái gì vậy? 24. Đấy. Cây thì nó có một miếng lũa thép cho đây nha anh em nha. Đấy. Không tì vết. Rồi. Chốt đơn nha anh em nha. Rồi xin chào mọi người, tiếp tục mọi người ơi. Thì chưa? Mình giới thiệu đến anh em một phôi rất là nghệ thuật nữa anh em à. Cây rễ đế nè. Đây. Ha. Đế rễ bao phê. Cây này mình mới vô. Mình mới sang chậu anh em. Rễ cám đầy luôn. Nhiều lắm. Đế nơm xuống, đế nở nơm mà lòi nó bành ra mà cái dàn cốt của nó cực kỳ đẹp. Có một hai miếng thẹo đây. Đấy dàn chì cực kỳ đẹp, giót ngọn luôn. Cây này còn zin cái ngày can chưa vào bo luôn anh em. Anh em ưng thì về vào bo hoặc là để zin coi ho nó như thế nào nha. Cây này anh em coi nó giót ngọn nè, cực kỳ gắt luôn anh em à. Đấy, anh em thấy không? Nó giót ngọn cực kỳ đẹp. Cây cực kỳ nghệ thuật nha anh em nha. Cây này mà về làm một cây bonsai thì khói vàng. Đẹp kiếm đẹp. Cái chậu men vô chơi. Tại vì cái chi của nó đầy đủ luôn. Ví dụ chi này, qua chi này, chi kia, chi này rồi chi đỉnh luôn, có chi phong nữa. Rồi sau nó có một cái chi làm phong nữa, quá đẹp. Cây tròn vành rõ nét luôn, không bị một cái gì luôn anh em à. Rồi anh Tông cho anh em xem thông số nha. Cây này chậu 50 luôn. Về kiếm chậu men vip bỏ vô là ok. Được chưa anh em? Vành 32. Vàng lá nè. Bóng đã quá. Cao 56. Chậu 50. Ừ. Chắc ăn nghỉ. Chắc chưa bắp. Ôi, anh em coi sưu tầm ủng hộ mình nha anh em nha. Cây đẹp lắm. Kiếm một cây đẹp đẹp như giờ hiếm lắm anh em ơi. Dứt đi. Rồi mọi người, tiếp tục một phôi một cốt nữa nha anh em nha. Phôi một cốt chờ thoát thăng vừa phải. Đế đẹp luôn anh em à. Đấy, cây đang ho luôn. Ừ, vòng đẹp đấy. Nụ nhiều luôn anh em. Nụ quá nhiều luôn nha. Nè, dàn nụ nó nè. Dàn nụ này mà lặt lá chơi là ok. Chà, dàn nụ quá. Quá nhiều luôn mọi người ơi.
tranh thủ về lặt lá xem ho nha anh em nha. Ở trên này có mớ lù nữa nè. Thôi phôi này nè, anh em coi bộ đế nó nè. Đấy, để đế nở ra. Ok đấy nè. Đấy ha. Cây một cuốc, cây có một hai miếng sẹo thôi. Dàn chi rất là đẹp, dưới đây chi chi lên cái đỉnh nữa. Cực kỳ đẹp luôn. Làm nhanh ra cây luôn anh em à. Đấy. Rồi, anh Tông cho anh em xem thông số anh Tông. Được chưa? Mọc bùi cho. Mọc bùi. Bảo. Bằng 30. Cao. Cao là 60. Chậu 50. Cây quá đẹp nha anh em nha. Cây này làm nhanh ra cây nè anh em. Chi gót ngọn á. Ủa sung mà nó bông ở trong đây luôn. Cây này thì nói gì nữa, trời trời trời. Rồi anh em về xem ho nha. Chốt đơn anh em ơi. Dứt đi. Anh em lại tiếp tục anh em một phôi nữa. Cây rễ đế ok nè anh em nè. Đấy. Rễ đế ok nè. Cây rễ đế không? Ok. Đây có miếng tèo lũ đây nè anh em nè. Chưa. Đấy, cây cái chi bay qua đây. Hồi lại. Cây quá ok luôn anh em à. Cây này zin cái keng nha anh em nha. Chưa ghép, chưa động gì đó. Giờ anh em tự ghép chơi nha. Họ để zin luôn anh em. Cây bay xiên ra. Rồi xong hồi lại. Đấy. Hồi lại tâm cây, hồi lại đây anh em à. Anh em xem thông số cây này đây. Đâu, cho anh em xem thông số. Bình thường hả? Số, muốn số thì có số. Số có số. 129. Cao. Cao 40. Bay ra luôn anh. Dạ. Bay ra là 59. Rồi chậu 50 nha anh em nha. Cây quá đẹp anh em ơi. Bay tới đây. Xong mắc công chuyện bay qua đây lại nữa. Bay ra đây lại nữa nè. 59 luôn. Rồi anh em được chưa? Đường được nào thì, 59 đó. Được thì mình vào việc chốt đơn nha anh em nha. Dứt đi. Rồi mọi người tiếp tục mà nè mọi người ơi. Một phôi chực một cốt nữa anh em à. Đấy. Vô đó 12 giờ mấy nữa. Phôi đây thì dễ đế tạm được thôi. Nó có 1-2 chân dễ đây thôi nha anh em nha. Cây lá rất là to. Lạ. Đấy. Cây cốt nè. Cốt chỗ này liền hết luôn anh em à. Bệ luôn ha. Nu. Đấy, đây có mấy cục nù nù lên nữa nè. Cây khá ok. 1-2 miếng thẹo đây. Rồi anh em xem thông số cây này. Rồi hoành đi anh Tông ơi. Cây này trồng chậu 50 nha anh em. Hoành 41. Cao 50. Chậu 50. Rồi, anh em sưu tầm ủng hộ nha. Dứt đi anh em. Rồi anh em, lại tiếp tục anh em một phôi mini để bàn nha anh em nha. À, phôi này đúng mini để bàn luôn. Liền lạc hết, không tì vết luôn anh em à. Nhìn chi đẹp, dốc ngọn luôn. Cây bồ đế nở ra nè. Bao luôn em. Đế cực kỳ đẹp luôn, nở đều hết bốn mặt luôn anh em à. Đế nở rất là đẹp. Rồi, anh em xem thông số cây mini này. Mini rất là đẹp nha anh em nha. Cây này mà không chơi cây nào nữa, để bàn đi anh em ơi. Hoành 27. Đế khủng không? Cao 39. Đế vít. Chậu em bé. Chậu 40. Rồi, anh em sưu tầm ủng hộ nha. Dứt. Mọi người tiếp tục một phôi nữa nè. Phôi này chưa? Cũng khá lạ. Dàn đế trong đây, bấm xuống đây. Đấy. Bao luôn nè, đó thấy gì chưa? Đế nè, ha. Bự bấm lắm xuống nha. Đó, dàn đế bấm xuống nè. Mà nó lại bay ra khỏi miền chậu anh em à. Đấy. Cái thang này vẫn bình thường nha anh em nha. Còn tươi bình thường. Mà có ghép thì ghép phát nó lên thôi. Hoặc là về lấy mấy cái vật dụng tác động là bung mầm thôi anh em. Cây rất là sung nha. Cây này càng zin càng keng luôn. Dàn lá nè, cực kỳ mê luôn. Đấy. Anh em về thích ghép thì ghép, thích để zin thì để zin nha anh em. Cây bay nha. Đấy. Đế quá ok luôn. Rồi anh em xem thông số luôn.
cây rất là lạ nha anh em nha. Ủa cây này có thẹo không Tông? Không. Không, cây này sạch. Sạch, không có tì vết luôn. À đi coi là trong đây là không có cái gì đây. Ừ đúng rồi, sạch không tì vết đó anh em. Rồi anh em xem thông số ấy. Vành 36. Cao 73. Chậu 50 anh em ơi. Ôi, anh em sưu tầm ủng hộ mình nha. Dứt. Rồi mọi người ơi, tiếp tục một phôi nữa nè mọi người nè. Một phôi zin nữa nha anh nha. Cái zin nha. Đó, chỗ đây nó có một cái cục rất là đẹp anh em ạ. À. Lên sâu luôn. Cục rất là đẹp nè. Rất là đẹp nha anh em nha. Đẹp trai. Cây này liên lạc hết, không tì vết luôn nè. Một hai miếng thẹo thôi. Vàng đế của nó nở phình ra bự nha. Đấy. Bấm xuống. Vàng chi thì quá cũng quá đẹp luôn. Cây nó có một cái chi phóng ra đây. Đó. Cây này thì zin. Lá xum xuê. Bao rễ rồi cho anh em nha. Của này co lắc hồi đỉnh lên ha. Được đấy, anh em xem thông số đi. Anh em coi nè, coi lại cái cờ cũ nó nè. Cũ cục luôn anh em ạ. Nguyên khối luôn nè. Quá ngon. Cái này nghệ thuật đấy. Vành eo nó nhỏ. Vành eo nhỏ nhỏ, vành đế to to. 29. Cao 34. Chậu 50. Rồi. Anh em nhìn kỹ kỹ rồi. Đây đây đây, có chi phóng vô. Có chi phóng đo vô tay. Chi phóng 43. Đủ. Chức anh em ơi, tranh thủ nha. Rồi mọi người tiếp tục. Phôi này thì kết thúc clip nha anh em nha. Phôi này thì anh em về là chơi Tết luôn anh em ạ. Đấy, phôi tổng thể của cây nè. Cây này thì em ghép giống 82 cánh mai rừng. Cây này thì dạng cây trực, có một chi tử nha anh em nha. Có một chi, em làm chi tử luôn anh em ạ. Cây này thì mình chưa vô kẽm luôn, mình để tự nhiên tới giờ luôn anh em. Cây này chi ghép thì bằng cổ tay luôn. Nè, anh em coi chi cái. Rồi. Đó, bằng cổ tay luôn nha. Rất là to. Nghĩ sao vết thẹo đây nó bít luôn rồi ha. Rồi, xin giới thiệu đến anh em nút nụ. Nút nụ cái cây này thì đây. Vàng cây chứ không có nói nhiều nữa, là chỉ có gọi là vàng cây nha anh em nha. Nút nụ của em nó gọi là vàng cây á. Trời ư nụ nè. Thấy không anh em? Nụ nó bao phê luôn. Đầy luôn. Gọi là nụ tròn cây luôn nha anh em nha. Nụ quá trời nụ luôn. Đấy, nụ là tròn hết luôn. Viên một cây Tết năm nay nó nở vàng hơn. Cái cây này lên nhưng mà mình phải vô kẽm mà nằm kéo cho nó hợp lý lại. Rồi anh em xem thông số cái này bệ đế của nó tạm được nha. Chỗ này nó có miếng thẹo đây. Đấy, miếng thẹo đây dưới đây là liền hết một bệ này. Chưa. Rồi vành đây nha. Vành 44. Tổng cái dàn cao luôn, dàn tàn luôn. Đúng rồi. Là 79. Rộng, tàn rộng. Tàn rộng 1m04. Cây rất là đẹp anh em ạ. Cây này mà không chơi cho cây nào nữa. Tết năm nay là cho nó vàng cây anh em ư. Chốt đơn anh em. Rồi cảm ơn anh em theo dõi clip luôn. Chúc anh em một ngày làm việc thật là vui nha. Hẹn gặp lại anh em. Tạm biệt anh em nha.